Đúng là phú quý sinh lễ nghĩa các bác ạ. Ngày ngày thì đất nước xã hội phát triển, các gia đình dòng họ đã tập trung xây dựng công trình từ đường nhà thờ họ để tri ân tưởng nhớ đến tổ tiên, những người đã có công có sức tạo dựng lên dòng tộc. Và ngày hôm nay, từ đường Kisato đang tư vấn thiết kế xây dựng công trình nhà thờ họ Phạm tại Gia Lộc, Hải Dương cho gia đình anh Phạm Văn Động tại nơi đây. Và đây cũng là tâm nguyện của dòng họ từ bao đời. Anh cũng là cháu đích tôn của dòng họ. Hiện tại thì anh chị và con cái đang sinh sống trên thành phố Hải Dương. Mỗi cuối tuần có thời gian thì anh cũng về thăm quê hương cũng như là công việc ở trong dòng họ. Nên là cũng mong muốn là quy hoạch lại tổng thể khuôn viên, sẽ có công trình nhà thờ họ và xây mới một công trình nhà để ở. Làm sao cho cuối tuần anh chị về sẽ có một nơi để trở về, và cũng như là khi mà có công có việc ở trong dòng họ thì chúng ta sẽ có một không gian thật là rộng rãi cũng như là khang trang. Thì về khảo sát thiết kế và tư vấn cho gia đình anh thì cũng sơ bộ để mọi người có thể nắm thông tin cũng như là thêm một số cái thông tin tham khảo, đặc biệt là những cái bác nào chuẩn bị và xây dựng các công trình từ đường nhà thờ đó, cũng như là quy hoạch tổng thể khuôn viên cái công trình tại quê hương đó. Thì đầu tiên sẽ là cái phần khuôn đất. Đây là những cái đường line màu đỏ đó, thì cũng chỉ vuông vắn được ở cái phần ở phía đuôi sau thôi, còn phần phía trước thì đã mắc so với những công trình nhà hàng xóm khá là nhiều. À, nối cổng vào thì ở phía trước cổng chính đây thì ngõ rộng được khoảng 3 mét, thì cố gắng đi ô tô có thể đi lọt ở bên trong. Sân hiện trạng thì cũng đang là hơi nhỏ, thì sẽ tối ưu làm sao cho công trình nhà thờ này và công trình nhà chính này, còn lại là sân vườn hàng rào. Đấy, hướng của khuôn đất này cũng như là hướng công trình này là hướng chính nam các bác, 180 độ đó. Thì dự kiến thì công trình nhà thờ họ với kích thước 10 10 sẽ nằm trên nền móng của công trình nhà cũ cũng như là nơi mà đang thờ cúng trong dòng họ đó, và sẽ nằm gọn ở cái phần đất ở phía bên phải của khuôn đất và để lùi về phía sau, cách cái khu vực ở mép hàng phía sau là khoảng 3 đến 5 mét thì cũng đang dự kiến như thế. Kiến trúc sư về chi tiết sẽ tối ưu và xử lý cho gia chủ. Và ngay bên cạnh ở phía bên trái đây chính là công trình nhà ở 2 tầng, dự kiến là khoảng 80 đến 90 mét vuông một sàn. Công năng thì cũng hết sức là cơ bản. Đó. Thì em có thể kể ở đây là bên dưới tầng 1 sẽ có một phòng khách này, một khu vực bếp cũng ăn này, một phòng ngủ, một nhà vệ sinh chung thôi. Với khuôn đất này sẽ bố trí 2 vị trí sảnh với phong cách mái thái tân cổ làm sao cho đồng bộ với lại một phần nào đó với lại công trình nhà thờ đó. Và xung quanh đây chúng ta đều còn những cái lối có thể đi lại xung quanh công trình, và đặc biệt ở cái khuôn đất này đó là sẽ có một cái vị trí mương kết hợp với lại một cái ao chung của làng đó. Khá là rộng, một không gian rất là mở, thì chúng ta sẽ làm một cái khuôn viên mở ở phía xung quanh đây. Anh có muốn là làm thêm một cái chòi trên cái phần ao của làng này thì cũng được đúng không ạ, hoặc là có thể làm gọn ở vị góc ở trên này đó, cũng khá là hợp lý đúng không ạ. Đây là ý tưởng của anh Động, và các bác cùng chờ đón cho là kiến trúc sư Pisato sẽ lên phương án và xử lý cái bài toán này như thế nào nhá. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Công ty cổ phần kiến trúc Kisato là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, thi công xây dựng chuyên nghiệp, phục vụ khách hàng trên khắp 63 tỉnh thành. Chúng tôi có các trụ sở trải dài từ Bắc, Trung, Nam với văn phòng Kisato Hà Nội, văn phòng Kisato Ninh Bình, văn phòng Kisato Thanh Hóa, văn phòng Kisato Đà Nẵng, văn phòng Kisato Thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng Kisato Đồng Nai. Đặc biệt, Kisato còn tiên phong đi đầu trong việc tạo ra những ngôi nhà trải nghiệm để khách hàng có thể trải nghiệm trực tiếp sản phẩm nội ngoại thất với đa dạng phong cách khác nhau. Kisato định hướng phát triển thành tập đoàn xây dựng hàng đầu khu vực, không ngừng đổi mới sáng tạo với triết lý phục vụ, làm đẹp từ tâm.